người phụ nữ cải trang thành phụ nữ mang thai đi làm ở siêu thị hàng ngày. Hôm nay cô thấy một bà bầu khác, nhân lúc người phụ nữ cố ý đi lên, giả vờ cảnh báo phụ nữ mang thai rằng sàn nhà trơn trượt, và chủ động hỏi cô ấy ngày dự sinh. Lisa nói với cô ấy mà không nghi ngờ. Ngay sau đó Maya nói dối rằng cô sinh cùng tháng với cô. Nhưng Lisa không biết bụng của Maya là giả. Maya vẫn tiếp tục đi, và hai người quen nhau rất nhanh. Lisa sống trong nhà, đã có hai đứa con, và có một người chồng yêu cô ấy. Maya ở phía bên kia, sau khi được bác sĩ thông báo rằng không thể có con, cô ấy rất muốn có một đứa con. Vì vậy, cô ấy đã cải trang thành một phụ nữ mang thai mỗi ngày. Khi cô ấy đi làm ngày hôm đó, nhìn thấy Lisa đưa con trai nhỏ của cô ấy đến siêu thị, cô nhân lúc Lisa đi mua sắm, dụ con trai nhỏ của cô ấy vào phòng tiện ích. Khi Lisa mua sắm xong, cô nhận ra con trai mình đã mất tích. Cô ấy chạy ra ngoài nhìn xung quanh. Lúc này, Maya đang giả làm người tốt và đưa cậu ra ngoài. Lisa rất biết ơn Maya sau khi nhìn thấy điều này, đăng ký lớp học yoga cho cô ấy vào ngày hôm sau. Nhưng Lisa không biết Maya đang tiếp cận đến của cô ấy, đợi đánh cắp đứa con của cô ấy sau khi nó được sinh ra. Trên đường trở về, Lisa nói với Maya về bản thân, thời gian giao hàng và bệnh viện. Sau khi Maya ở bên nghe thấy, cô ấy nói dối Lisa rằng mình sẽ về nhà vài ngày. Sau đó cô ấy bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Maya lần đầu đến nhà chị gái vừa sinh con. Chờ đến trưa khi chị gái đã ngủ, Maya bế con trên giường. Sau đó đổi đồ sinh, chụp ảnh bằng điện thoại của mình. Maya sau đó trở về nhà riêng của mình, tháo chân giả 10 tháng tuổi, vứt chân giả vào thùng rác. Sau đó cô ấy bật máy tính, bắt đầu nghiên cứu đồ họa kiến trúc cho bệnh. Sau khi sẵn sàng mọi thứ, Maya thông báo với Lisa rằng em bé của cô đã chào đời và gửi những bức ảnh đã chuẩn bị trước cho Lisa. Lúc này, Lisa đang nằm trên bàn phẫu thuật. Maya đã tìm hiểu về tình huống này, bắt đầu nhanh chóng hành động. Cô ấy đến phòng VKC trong bệnh viện, mặc bộ đồng phục y tá ăn cắp được và mang theo tóc giả và kính mắt. Maya cải trang đến phòng y tá. Sau khi biết về chiếc giường của Lisa, Maya lặng lẽ đến bên cạnh, nhìn thấy em bé trong nôi. Maya nóng lòng muốn trộm. Sau đó Lisa ra khỏi giường và nhờ chồng đưa đi tắm. Hai người để đứa bé một mình bên giường. Lúc này, Maya cải trang thành y tá chớp lấy cơ hội. Cô ấy đẩy bé Lisa ra khỏi phòng. Tình cờ gặp Zed, chồng của Lisa. Zed đã phản ứng, vội vàng ngăn Maya lại và hỏi cô ấy đã đưa con trai mình đi đâu. Lúc này, Maya nói dối là đưa con đi khám sức khỏe định kỳ. Zed không nghi ngờ, và anh không biết rằng người phụ nữ bắt con anh không phải là y tá. Maya nhanh chóng vào phòng VKC, cô ấy giấu đứa bé trong vali của mình. Sau đó Maya cải trang thành người dọn dẹp, đưa em bé qua cửa sau và lẻn ra khỏi bệnh viện. Lúc này Lisa vẫn chưa thấy con trai mình quay lại. Cô vội hỏi y tá. Nhân viên biết sự việc đã nói với họ, tối nay chỉ có cô ấy làm việc. Người phụ nữ hóa trang thành phụ nữ mang thai hàng ngày, chờ cho đến khi đứa con của bạn mình được sinh ra. Người phụ nữ đến bệnh viện cải trang thành y tá, đánh cắp đứa con sơ sinh của Lisa. Maya giấu con trong vali, lẻn ra khỏi bệnh viện qua cửa sau. Lúc này, Lisa đã không chờ đợi đứa con của mình trong phòng hộ sinh. Lúc này, y tá vội vã đến, nói với họ rằng đứa bé vừa bị đánh cắp. Tâm trạng của Lisa suy sụp ngay lập tức khi biết tình hình. Lúc này, cảnh sát mới đến bệnh viện để tìm hiểu sự việc và nhanh chóng tìm ra manh mối qua giám sát, nhưng thật tiếc là không thể nhìn thấy sự xuất hiện của nghi phạm. Cảnh sát nói với hai vợ chồng, sau khi phân tích, kẻ sát nhân không làm hại đứa bé. Như dự đoán, Maya đang tắm nắng bên sông với con. Sau đó cô đưa đứa bé đi tìm bạn trai vừa trở về Trung Quốc và nói với bạn trai Jack rằng đây là con của anh ấy. Jack sững người khi nhìn thấy đứa bé. Anh ấy không thể tin được đó là con mình. Chỉ cùng với Maya trải qua một lần, nhưng anh ấy nhìn đứa bé dễ thương như này. Jack tạm thời xua tan nghi ngờ. Tuy nhiên, điều Maya không ngờ tới là chú của cô ấy đã nhìn thấy tần suất của con cô ấy trên Internet, biết người bác về sự vô sinh của Maya, lại thấy video do cảnh sát phát hành. Nó làm ông nhớ đến Maya. Vì vậy, ông ấy đã mời Maya đi chơi và hỏi về đứa trẻ của người Maya. Và Maya đã nói dối rằng cô ấy đã khỏi bệnh và đứa trẻ là của mình, và chú của cô ấy đã nhìn thấu tất cả. Maya đã nói dối về việc rời đi. Người chú đúng lúc gọi cô ấy đứng lại, sau đó ôm Maya và thuyết phục Maya đến đồn cảnh sát và đầu hàng. Maya hoảng sợ, cô giả vờ hứa với chú. Tuy nhiên, khi chú đến ga tàu điện ngầm, Maya sau đó theo sau mình và giám sát tàu điện ngầm đang chạy nhanh. Maya thấy thời gian quen thuộc, cô đẩy chú mình vào quỹ đạo. Maya đã làm những điều tồi tệ, nghĩ rằng cô ấy có thể ngồi lại và thư giãn. Nhưng khi cô ấy về nhà, đứa bé bắt đầu khóc không ngừng trong vòng tay của mẹ và thậm chí không uống sữa. Maya sau nhiều lần cân nhắc quyết định đưa em bé đến bệnh viện. Khi đến cửa bệnh viện thì không có dũng khí đi vào. Nhìn thấy em bé trong xe đẩy ngừng khóc, Maya vội quay lưng bỏ đi. Cô ấy không muốn mất đứa bé mà cuối cùng cô ấy đã đánh cắp. Lúc này, Jack trở về nhà không thấy ai. Anh ấy gọi điện cho Maya, không ngờ Maya lại quên mang theo điện thoại khi ra ngoài. Sau đó, anh tìm thấy số điện thoại của mẹ Maya, hỏi xem Maya và em bé có ở nhà mẹ không. Tuy nhiên trong cuộc trò chuyện thì anh biết được Maya không thể sinh con. Đợi khi Maya về nhà, anh tức giận đứng lên, hỏi con của Maya là ai. Và Maya tiếp tục nói dối về việc bệnh của cô đã được chữa khỏi.
Trong khi cả hai đang tranh cãi, thì em bé trên giường bắt đầu khóc. May A ôm đứa bé cho rằng nó đói. Jack đưa tay sờ trán đứa bé. Rõ ràng là em bé bị phát sốt. Sau đó Jack yêu cầu đưa đứa bé đến một phòng khám gần đó. Anh ấy không quan tâm đứa bé là ai. Anh ấy chỉ quan tâm đến sức khỏe hiện tại của em bé. Sau đó hai người đưa em bé đến phòng khám. Sau khi khám xong thì khuyên hai người đưa bé đến bệnh viện. Còn May A thì rất sợ những chuyện không hay bị phanh phui. Cô ấy nhanh chóng rời khỏi phòng khám với đứa bé. Sau khi ra ngoài, May A lên taxi. Jack sau đó đuổi theo. Nhưng anh vẫn chậm một bước. May A trên xe ném điện thoại ra ngoài. Sau đó đứa bé ngồi trên tàu hỏa. Cô ấy cố tình ăn trộm đứa con mới sinh của bạn mình. Em bé đột ngột bị bệnh cần đến bệnh viện. Còn May A thì rất sợ những chuyện không hay bị phanh phui. Cô vội đem đứa bé ra khỏi đó. Bạn trai nhanh chóng đuổi theo. Tuy nhiên cô đã ngồi xe rời đi. Trên tàu hỏa May A gọi điện cho anh, để hỏi anh xem cảnh sát có tìm đến không. Anh vừa muốn đi điều tra, cảnh sát đã đến tận cửa rồi. Cô nghe thấy tiếng cảnh sát, cô vội ngồi tàu trốn thoát. Cảnh sát vô nhà không ngừng lục soát, kết quả phát hiện tóc của em bé. Sau khi Jack nghe thấy, anh dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Sau đó cảnh sát đến nhà của Lisa, đem tất cả mọi chuyện nói với cô. May A bị kẻ xấu hãm hiếp khi còn nhỏ. Cô ấy đã mất khả năng sinh sản kể từ đó, vô cùng muốn có một đứa con. Sai lầm trên con đường phạm tội, Lisa đã rất sốc khi phát hiện ra. Cô cầu xin cảnh sát nhanh chóng bắt May A. Tại thời điểm này, May A trốn trong cửa hàng với một em bé trong đêm. Rạng sáng, cô ấy vội vã rời đi và lấy khẩu súng của cửa hàng. May A không còn nơi nào để đi, bật điện thoại, biết tin tức mà mình bị truy nã. Lúc này cô mới nhận ra rằng mình không còn lối thoát. Sau đó cô ấy gọi cho Jack. Xin lỗi, đứa con trong tay em không phải là con anh. Nó còn phát sốt không? Không còn nữa. May A thú nhận tất cả mọi thứ. Jack thuyết phục cô ấy thú tội, nhưng đã bị May A từ chối trực tiếp. Sau đó cảnh sát cũng bắt đầu thuyết phục cô, nhưng May A chỉ đồng ý trao lại đứa bé cho Lisa. Và chỉ có một mình Lisa đến gặp cô ấy, hoặc cô ấy sẽ làm tổn thương em bé. Cảnh sát ngay lập tức đồng ý yêu cầu của May A. Khi Lisa biết được, cô ấy lo lắng đến lúc lẻn ra khỏi đồn, đi đến địa điểm đã hẹn một mình. Trong khi May A đang đợi Lisa, Jack nhanh chóng đến. Anh lấy 50.000 đô trong túi và đưa cho May A, và để cô ấy giao đứa bé cho chính mình. Bảo nhanh chân chạy đi trước khi cảnh sát không tìm thấy anh ta. Và May A không muốn Jack dính líu đến. Cô ấy bảo Jack mau ra khỏi đây. Anh bất lực chỉ có thể thỏa hiệp. Lúc này, cảnh sát thấy rằng Lisa đã mất tích, nhanh chóng khóa vị trí của cô ấy thông qua định vị. Sau đó cảnh sát tức tốc tới hiện trường. Lúc này, Lisa đến gặp May A, thậm chí không thể khóc khi thấy đứa bé đói. Tôi sẽ cho nó bú. Không được, được. Lúc này cô đột nhiên thấy hối hận, cô muốn xoay người rời đi. Lisa phía sau cô ấy cầu xin cho một lần cho con bú thứ hai, May A mới đồng ý với cô ấy. Tuy nhiên, khi Lisa đang cho em bé bú, May A bất ngờ rút súng. Thả súng của cô xuống. Thả súng của cô xuống. Đợi đã, May A đừng mà. Mau dừng lại, May A. May A đã thất bại, bị đưa vào tù. Cô ấy sẽ vì hành vi của mình trả giá cho sự đau khổ đó. Lisa ở bên kia ôm đứa con đã mất của mình, trở lại với cuộc sống của mình.